Thật ra thì anh biết thì nhiều, anh thích thì ít. Biết thì nhiều, anh đi coi phim nhiều. Mà ví dụ như ví dụ Việt Nam anh sẽ thích xem những cái phim của anh Victor Vũ nè, anh Charlie nè, anh Lê Văn Kiệt nè, rồi anh Cường Ngô nè. Cường Ngô thì dạo này hơi có vẻ hơi ít phim nha. Rồi Cường Ngô hồi đó làm Hương Ga đúng không ta? Đúng rồi, rồi Ngọc Viễn Đông, anh rất là thích Ngọc Viễn Đông của anh Cường. Rồi những đạo diễn Việt mà anh gọi anh thích, anh coi sẽ coi phim của anh Dũng, Nguyễn Văn Dũng. Rồi bên cạnh đó sẽ có một vài, nếu mà kể thì mình sẽ còn kể nhiều hơn, nhưng mà một vài cái tên anh thích thì là tạm thời là nhiêu đó. Thì thành thử là anh thấy vậy nè, mình ngồi mình kể ra đạo diễn á nhiều lắm. Nhưng bây giờ ngồi kêu ngồi kể biên kịch đó, em đang tính thách anh mừng cái đó đó. Bây giờ mình ngồi kể biên kịch ở Việt Nam, kể biên kịch thì là một phần là như thế này, khán giả họ ít quan tâm đến biên kịch. Khi một bộ phim của đạo diễn chứ chẳng, ở Việt Nam chả bao giờ có bộ phim của biên kịch cả đúng không? Thì đương nhiên cái name nó bật ra trên cái màn ảnh rộng.